Nhà trồng được bụi thanh long mà mỗi lần tới mùa lái nó trả 1 ký cả 100 triệu mà chưa chịu bán. Nhìn hình dạng bên ngoài thì nó cũng như trái thanh long bình thường, nhưng mà đặc biệt một điều là khi sống nó màu xanh và khi chín là nó ngã sang màu cam nha quý vị. Cô gái đăng clip khoe giống thanh long lạ 100 triệu một ký, một lát sau thì nhận mưa gạch đá vì nổ như bom. Có thể thấy giới trẻ hiện nay chỉ vì dăm ba cái view ảo trên mạng mà bất chấp làm đủ thể loại để câu view, câu like rồi cho người xem ăn cú lừa đau đớn. Điển hình như cô gái trong đoạn clip được chia sẻ dưới đây, khi người này dùng đủ thủ thuật để qua mắt dân mạng, từ clip quả trứng có 6 lòng đỏ, quả dừa dâu nước màu hồng nhạt đến bây giờ là quả thanh long 100 triệu một ký, khiến dân mạng hoang mang không biết đâu là thật, đâu là giả. Theo người có tên Vi này đăng tải lên trang cá nhân, đây là giống thanh long lạ, chỉ nhà cô mới có. Đến mùa thương lái trả 100 triệu một ký nhưng không chịu bán. Nhìn thân cây và bên ngoài quả không khác gì những cây thanh long thông thường khác. Tuy nhiên điểm đặc biệt nằm ở chỗ khi sống ruột sẽ có màu xanh và khi chín sẽ ngã sang màu cam. Chủ nhân của đoạn clip này còn không quên quảng cáo thêm rằng ăn quả thanh long này sẽ có vị ngọt thanh tao, ngọt muốn rớt cái cuốn họng luôn bà con ạ. Nhìn vậy thôi chứ ăn một cái là ngọt thanh tao, ngọt gắt cuốn họng luôn nha. Sau cái clip này của tôi là sẽ có nhiều người biết tới cái giống thanh long này nhiều hơn. Mỗi lần tới mùa là phải mắc cái mụn cặp bên là ngủ chung với nó tại vì canh ăn trộm. Giống thanh long này là chỉ có nhà tôi có thôi nha. Đoạn cuối video cô gái này còn nói, đến mùa thanh long là phải mắc mền để giữ, kẻo sợ bị ăn trộm. Sau khi giống thanh long lạ của cô gái được xuất hiện trên mạng xã hội, những tưởng rằng sẽ có nhiều người khen ngợi vì bà chỉ trồng được loại thanh long không ai có. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, cư dân mạng liền ra sức ném đá cô gái vì tật nổ như bom, lươn lẹo dùng thủ thuật để đánh lừa người xem bằng cách tô màu lên ruột thanh long. Nhà bà này chứa bom nguyên tử hay sao mà nổ to vậy trời, làm như mỗi nhà bà biết trồng thanh long vậy. Nhìn là biết bà chỉ tô màu vào ruột quả thanh long rồi, cái này lừa con nít còn được, chứ đăng lên đây dân mạng lại chửi cho bây giờ. Thi thoảng lướt TikTok gặp mấy quả video như này công nhận cũng giải trí ghê, bà chỉ tấu hài số 2 thì không ai dám nhận là số 1 luôn á trời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!